gần đấy. Đây chợ Lẩu Cái Răng 6 giờ sáng đây. Đông nhỉ, đúng không? Đông thế. Quá đẹp. Đứng trong tôi xin cái tôi bay điện tôi bay điện thoại luôn ra ngoài đấy. Quá trời là dưa mấy hàng hóa này vậy đúng không? Đây này chú đẹp này. Hải sản. Hiện tại là rất là đông khách du lịch đến đến thăm này. Đúng, đúng. Đông khách du lịch cũng khá đông đấy đúng không? Trên xuống Cần Thơ mà không đi đây cũng là một cái thứ tốt. Nhưng mà anh ấy đông hơn cái này nữa. Đông hơn là anh đi, mấy em đi chơi đi. Chợ Lổi Cái Răng Cần Thơ. Khá đông ấy nhé, bắt đầu đông ấy. Đầy đủ luôn. Đây là hầu như là các tỉnh ở các tỉnh đến đây sáng ra đi thuê thuyền đi du lịch buổi sáng đây. Nhiều khi khách du lịch cũng đông, một phần mua hàng thôi đúng không? Đây chủ yếu là khách du lịch. Khách du lịch đi mua hàng. Và đây bán thì là bán này là bán dạng bán buôn đúng không? Đây này. Đây mua đây về bán này đúng không? Các cái điểm nhỏ này mua lại. Mua lại bán này. Đông không? Thế như là bến là xuất phát từ đây này ông ơi. Đi này thuyền to, thuyền to đi. Thuyền nữa kìa. Mua bán ít đúng không? Đi thôi không mà. Đúng rồi. Thuyền mình là ít nhất này, cái thuyền này nhiều, rất nhiều này. Thuyền nhiều, cái thuyền rất lớn lắm. Thì có chứ, chứ không có làm sao lộn xộn nó chết à? Không nào, không có kéo áo vào. Bấm vào cái gì? Gương, gương này. Đây này, gương chuyện này, kết thúc cái này. Ôi trời ơi. Thôi à, đi đây, cho nó kết thúc rồi. Không quay thế thôi. Ơi làm rồi. Quá đông nha. Yeah. Khách du lịch quá đông rồi thấy không? Mua thuyền đây, tàu riêng đây, cái thứ đây. Đây, ông anh cứ nghe cái vẻ hào của tàu riêng. Tôi chưa. Ông anh biết được chưa?